Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số Việt Nam. Hiệu quả của các mô hình cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, đảm bảo triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, thực hiện triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, bộ tài chính số trong lĩnh vực thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ chủ yếu là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính. Kế hoạch giao tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Với 4 nền tảng được bổ sung, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số gồm 38 nền tảng. Theo danh mục nền tảng số quốc gia lần 2 mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để thay thế cho danh mục công bố lần 1, có 4 nền tảng được bổ sung gồm hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội số, cảng biển số và cửa khẩu số. Như vậy, tổng số nền tảng danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số gồm 38 nền tảng. Trong số đó, 21 nền tảng do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội. 17 nền tảng do doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ công nghệ lõi, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và xã hội. Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tuy nhiên trong quá trình triển khai, các địa phương đang gặp khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí chuyển đổi số cấp xã. Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành theo quyết định số 1829 gồm 4 tiêu chí chính. Chính quyền số có 11 chỉ tiêu thành phần, kinh tế số có 6 chỉ tiêu thành phần, xã hội số 12 chỉ tiêu thành phần và hạ tầng số có 8 chỉ tiêu thành phần. Bộ tiêu chí là cơ sở quan trọng để các xã, phường, thị trấn triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đảm bảo đúng định hướng và có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các địa phương đang gặp khó khăn trong việc thực hiện một số tiêu chí. Trong nhóm tiêu chí về xã hội số, có một số chỉ tiêu thành phần mà theo đánh giá của nhiều xã là khó thực hiện như tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức không dùng tiền mặt đạt 60%, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt 30%, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật bổ sung thông tin thường xuyên đạt 95%. Nguyên nhân là do điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu và nhận thức của người dân đối với vấn đề này còn hạn chế. Năm 2024, Ủy ban dân tỉnh giao cho 132 xã phường thị trấn hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số. Tuy nhiên, những khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã, khó khăn về hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, nguồn nhân lực số cấp xã, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh còn thấp, dẫn đến việc tiếp cận các nội dung chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Thực trạng này đòi hỏi các cấp chính quyền cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số từ cơ sở. Thời gian qua, nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, ứng dụng các giải pháp mô hình hay trong cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo về nhân dân phục vụ. Tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Cát và Ủy ban Nhân dân xã Bình Lương, huyện Như Xuân, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Qua khảo sát, trong quá trình triển khai, mức độ hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn đạt 98%. Từ hiệu quả của hai đơn vị này, năm 2024, huyện Như Xuân tiếp tục triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình ở tất cả 7 đơn vị cấp xã trên địa bàn với mục tiêu việc triển khai xây dựng mô hình phải được thực hiện đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận ủng hộ của toàn dân. Thị trấn Yên Cát xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trên cơ sở đấy thì chúng tôi triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ để thực hiện giúp đỡ nhân dân trong cái việc
giải quyết thủ tục hành chính. Tất cả công dân được đến công sở làm việc thì cán bộ công chức giải quyết thủ tục nhanh gọn, được nhân dân đánh giá năm 2023 với số phiếu phát ra 200 phiếu thì nhân dân đánh giá là mức độ hài lòng là rất hài lòng, 200 phiếu. Là qua đây thì chúng tôi cũng đánh giá là cái mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đã đem lại hiệu quả rất lớn trong cái việc cải cách thủ tục hành chính tại địa bàn thị trấn Yên Cát. Qua một thời gian thực hiện cái mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ thì qua cái công tác tổng kết đánh giá thì và cái lấy cái phiếu thăm dò ý kiến của nhân dân ấy, thì cảm thấy là cái việc mà triển khai cái mô hình này rất là tốt và có nhiều những cái mới, có nhiều những cái mà từ trước đến nay mà chúng ta chưa thực hiện được. Đấy, thì qua cái mô hình này thì chúng ta triển khai thực hiện nó tốt hơn rất nhiều. Trong năm 2024 thì huyện Như Xuân phấn đấu là khoảng 50% số xã xây dựng, tập trung vào xây dựng cái chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Sau 3 năm thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa xây dựng được 140 mô hình, trong đó có 15 mô hình cấp tỉnh, 125 mô hình cấp huyện. Kết quả lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các cấp chính quyền ở 140 mô hình thí điểm trên địa bàn toàn tỉnh đều đạt 90% trở lên. Mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nhận thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các cấp chính quyền, đặc biệt là đơn vị xã, phường, thị trấn. Dịch vụ công trên hệ thống quốc gia là ở mức độ 1, mức độ 2, mức độ toàn phần là thực hiện rất là tốt và niêm yết công khai toàn bộ cái thủ tục hành chính để nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân hiểu được, nắm được. Đối với cán bộ công chức thì ngoài các cái lĩnh vực đang thực hiện ra, còn các cái thực hiện theo cái mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số là nhập toàn bộ dữ liệu của công dân lên hệ thống. Chúng tôi phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, từng công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa tiếp nhận các cái thủ tục mà nhân dân đến giao dịch. Thậm chí là chúng tôi có cử cắt cử cán bộ như là bộ phận tư pháp, bộ phận chính sách đi đến từng nhà, từng hộ dân đối với những đối tượng là khó khăn trong đi lại, rồi những đối tượng mà già cả neo đơn. Vì thế là đem lại cái niềm tin rồi cũng như là cái sự tin tưởng của nhân dân. Nhiều mô hình cải cách hành chính đã được triển khai ở các địa phương mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình ngày không viết tại Ủy ban nhân dân xã Bắc Lương, ngày không hẹn tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ với mô hình ngày không hẹn không viết. Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng với đề tài giải pháp niêm yết tra cứu thông tin thủ tục hành chính đăng ký dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR code tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa đã triển khai rộng mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến. Huyện Đông Sơn áp dụng mô hình tổng đài hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân tổ chức và góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện giữa cán bộ cơ quan nhà nước với tổ chức cá nhân. Trong cái quá trình thực hiện mô hình ấy, thì bản thân cán bộ công chức tại bộ phận này thì được nâng cao cái vai trò trách nhiệm cũng như là thực hiện các cái hoạt động hết sức là chuyên nghiệp, đảm bảo cái sự thân thiện, cởi mở, cũng như là lấy cái mục tiêu là để phục vụ, để giúp người dân hoàn thành các cái thủ tục và nhận về người dân đó là sự hài lòng trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả của công tác cải cách hành chính có sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính của tỉnh Thanh Hóa từng bước hiện đại, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đây cũng là những điều kiện thu hút các doanh nghiệp gia nhập thị trường và đầu tư sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyên mục cải cách hành chính hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.